3, 2, 1. Honda City 2023 lộ diện, mẫu sedan cỡ B tinh chỉnh thiết kế từ trong ra ngoài, bổ sung sạc không dây, làm mát ghế, tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid. Giống như hầu hết các bản nâng cấp giữa vòng đời facelift của Honda, những thay đổi trên City không nhiều. Mẫu sedan cỡ B bán chạy của Honda tinh chỉnh nhẹ thiết kế ngoại thất, tập trung ở lưới tản nhiệt với thanh mạ chrome mỏng hơn. Bản facelift giữ nguyên đèn pha kiểu dáng sắc cạnh với 9 dãy LED như trước. Thiết kế lưới tản nhiệt thay đổi nhẹ với họa tiết tổ ong trên các bản cao và thanh dọc trên bản thấp. Hãng xe Nhật Bản bổ sung màu xanh lam mới cho City 2023. Honda giữ nguyên thiết kế của bộ vành hợp kim, đuôi xe có cản va mới và hãng xe Nhật Bản thay đổi vị trí của đèn phản quang. Thiết kế nội thất không thay đổi so với bản cũ, tuy nhiên giới truyền thông Ấn Độ xác nhận, City 2023 nâng cấp với nhiều tính năng như sạc điện thoại không dây, làm mát hàng ghế trước. Tại thị trường Ấn Độ, Honda loại bỏ động cơ dầu, City bản facelift chỉ còn hai lựa chọn máy xăng và hybrid. Cụ thể, máy xăng 1.5 công suất 121 mã lực, mô men xoắn cực đại 145 Nm, tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc CVT. Bản hệ truyền động xăng hybrid 1.5 công suất 126 mã lực, mô men xoắn 253 Nm, kèm hộp số ECVT. Theo kế hoạch, Honda City 2023 sẽ ra mắt ngày 2 tháng 3 tại Ấn Độ. City hiện tại thuộc thế hệ thứ 5, ra mắt thế giới hồi tháng 11 năm 2019 tại Thái Lan. Honda City nằm cùng phân khúc với Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto, Suzuki Ciat.